Xin chào các bạn, thưa các bạn là trong đấu loa toàn giải với loa chép tại video trước tôi có chia sẻ với các bạn đấu theo cách song song, có nghĩa là đấu cực dương của loa chép với cực dương của loa toàn giải, cực âm của loa chép với cực âm của loa toàn giải. Còn cái đầu dây còn lại ta sẽ đưa ra cặp loa sau. Đấy là một kiểu đấu các bạn ạ. Ngoài ra trong chiếc audio người ta còn có một cách đấu thứ hai, người ta gọi là đấu đảo pha. Có nghĩa là cực dương của loa chép sẽ liên kết với cực âm của loa toàn giải và cực âm của loa toàn giải liên kết với cực dương của loa chép. Đây, ví dụ này các bạn này. Các bạn nhìn này. Cái cực dương của loa chép chúng tôi đang đấu ở đây, bên này các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? Vào cực dương của loa chép bên này. Cực âm của loa chép vào cực âm của loa toàn giải. Bây giờ người ta sẽ đấu ngược lại là đấu thế này các bạn này, đấu đảo pha. Có nghĩa là đấu đảo pha có nghĩa là thế này. Cực dương của loa chép sẽ vào cực âm của loa toàn giải. Đấy, đấu đảo pha. Cực âm của loa chép sẽ vào cực dương của loa toàn giải. Đó. Và cực dương đây, cực dương sẽ chỉ định là màu trắng đúng không? À, màu sáng đúng không? Đây ra đây sẽ là cực dương. Và đây cũng là một cách đầu. Thưa các bạn, đây cũng là một cái trường phái, cũng một cái kỹ thuật để đấu loa phân tần giữa loa toàn giải hoặc loa bass với một loa chép trong thùng, và đây người ta gọi là đấu đảo pha. Và những người đấu đảo pha theo trường phái này thì cho rằng là khi nghe cái loa nó, cái tiếng tép nó sẽ tơi hơn, nó sẽ nhuyễn hơn. Và tôi cũng có đấu và có tham khảo với những các cái mẫu loa của châu Âu thì người ta hay đấu theo cách này. Và hy vọng rằng là các bạn đã biết cách đấu loa chép với loa toàn giải ở video trước. Nay video này tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một cách đấu thứ hai, đó là đấu đảo pha. Các bạn cũng nên có trải nghiệm, làm thử để có cái trải nghiệm cho nó vui trong cuộc chơi audio của mình các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.